Bây giờ quý vị biết bốn con thẻ đó, đó là cái thành vua sau này. Cái thành vua sau này đó là nước khi mà trong đời á có 102. Thấy không? Thất Như Lai duy nhất Thất Sơn lập đời. Là một cái gì là Như Lai đó lập đời. Nơi phía trước treo leo đứng mẻo. Tiếng khóc. Đứng sau lưng hình dốc gãy chân. Nước kia mà lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lại đường nặng tay. Vậy thì qua liền nó nước chặt đàn qua lộ dân gió máu tràn như sông đó. Thấy không? Hay là ông Thanh Sĩ cũng nói một câu nữa kết thúc cái đề này ha. Ông nói rằng là tớ đòi khỏi đất trời ơi, đông tây nam bắc ôi thôi tưng bừng, giặc giả lớn chưa từng ngó thấy, chúng dùng nhiều khí giới kinh thiên làm cho động đất động trời nghiêng. Nhân sanh chết chóc muôn thiên khó lường, thi lấp giáp bình dương biển lớn, nước trôi đầy máu chứ máu trôi đầy khắp chốn cùng nơi. Còn chi mạng sống con người, nếu không chủng phước khó ngồi cận gian. Sau này thì nó sẽ có một cái trận gọi là trời xây đất chuyển, dồn năm chèo xuất hiện, lúc đó thầy mới thu gọi là đại tai nước Tần đó. Tần nó xuống thì lúc đó là nó không bao giờ trở về, không về được luôn, cả luôn Thái luôn Lào qua đây ba nước đây. Cho nên ông sư giải mình kết thúc nha, ông giảng sư nói rằng là Nam Giang nhà gạch nhà dâu, bây giờ nhà gạch nhà dâu giàu lắm nha, ngày sau kiếm chạy lá ngồi không ra, bị gì nó qua đây cùng với hai nước kia, dưới ba nước nọ là năm nước nước rồi, nó sẽ tính thanh toán tiêu diệt đất nước Việt Nam, và nó lấy luôn cả là kho báu đền vàng của ông vua, cuối cùng nó lấy không được, nó về nước không được luôn. Nó xin huynh giải dùm hai câu giảng này để cho đệ và tất cả đồng đạo ở đây cũng như tất cả những người đồng đạo trên mạng nghe chung. Dạ thành thật biết ơn huynh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đồng đạo vừa hỏi xong, đáng lý ra không trả lời, nhưng mà hôm nay vì cái mà nhân viên mới nói nghe cho này trong tứ thánh. Yeah. Câu giảng thì nêu theo trong giáo lý thầy mình chia sẻ, vì quá khứ lâu mới gặp nhau lần. Thì thôi giờ cũng dị tình đồng đạo mình chia sẻ nha. Này được trích ở trong Tứ Thánh. Trước đó vài câu như thế này nè. Nó là cái buổi hạ nguyên này đó. Là mỗi dịp mỗi mòn. Mòn sông. Nghe là mòn biển. Rồi còn mòn non. Đổ chồng. Rồi đổ vợ. Đổ con. Đổ non. Đổ núi. Đổ hòn Hà Thiên. Đổ Châu Đốc. Rồi đổ Tịnh Biên. Thất Sơn. Là đổ qua Liên Nhà Bàn mới đến câu đồng đạo hỏi đó. Mới qua liền năm nước chặt đàn, qua liền là dính liền với nhau. Bây giờ nó có cửa khẩu trơn rồi đó. Năm nước chặt đàn qua lộ dân giáo. Dân giáo ở đâu? Từ Nhà Bàn đi vô tới trong Chi Tôn có cái xã Nhà Bàn luôn. Thấy không? Qua lộ dân giáo. Giáo văn á là ở đâu? Giáo văn á là cái kinh Trà Sư, cầu Trà Sư đó. Ở ngoài đi vô là cái cầu Tha La, đường mới bây giờ phải không? Vừa vô trong đường liền mới ra là quốc lộ về núi Sam đó, thì có là cái cầu Tha La. Bỏ cầu Tha La tới cái cầu Trà Sư, bắt đầu công kinh đó đó, chạy bọc vô tới núi Công Cấm luôn đó. Nhưng mà ông Đức Bổn Sư ngài nói đó, nước Thái đó, nó đi từ trên tới Châu Đốc đi xuống, rồi nó tẻ qua dòng sông Tiền bên Tân Châu, đổ về Hồng Ngự, đó là nước Thái. Còn Lào thì đi ngang hông. Đi ngang hông á là ở chỗ Tịnh Biên hay gì đó, nó mới đi qua bên đó là núi Tượng. Rồi tới á là Miên thì đi từ là Hà Tiên đi tới. Cho nên ba cái đường nó đi đó, thấy không? Thì cho nên á một tiếng sấm đầu tiên đó ha, thì một cụ lao sụp tức làm đầu. Mã Long ứng ngữ qua Trào Quang Thiên mà ba tiếng sấm rồi đó quý vị biết không, hồi nãy là đổ vợ đổ chồng đổ con phải không? Chừng nghe ba tiếng sấm âm thanh phải không, rồi lạ quê lạ cảnh bình minh lạ người, lạ tiếng nói lạ lẫn tiếng cười, mặt ngày ngơ mài ngơ ngáo như người cùng phu phải không. Rồi tam thanh á thấy biển dầm nao rộng rộng thình,
tam sinh thinh á thì tiêu hết sữa kinh đó, phải không? Là vậy thì thành ra khi đó đó chẳng những năm nước mà lại là nó nhiều những chuyện xảy ra chiến tranh, nhưng mà đặc biệt nhất là để tam thế chiến thì nó khởi ở tại là đất nước Việt Nam mình. Cho nên ba nói châu đốc An Giang á thì mang nặng cả đoạn khác ngài nói đó, chạy đi nghe. Bây giờ quý vị biết bốn con thẻ đó, đó là cái thành vua sau này. Cái thành vua sau này á là nước khi mà trong đời á có 102 không thất Như Lai duy nhất thất sơn lập đời, là một cái gì là Như Lai đó lập đời. Rồi quý vị biết ở Vĩnh Điều đó, tại thẻ số 4 bây giờ đó là Vĩnh Điều ở Kiên Lương. Rồi mà thứ hai á Vĩnh Thanh, rồi thứ ba đó Vĩnh Thành Trung, thứ tư Vĩnh Tế. Thì lúc nữa đó khi mà núi nó chạc ra rồi đó thì là đá nó chài ra bốn góc đó là đền vua. Thì chạy đi, lúc này là không ai đuổi đi được đâu á, nhưng mà có là ba ông đó đuổi. Bây giờ phía trước ba người, ở sau hai người suối, một là tàu suối, hai nước nào đó mạnh có như tàu vậy đó, mới suối được Thái, Lào với Campuchia, nó tràn qua Việt Nam mình. Thì lúc này là chạy đi đó, không rồi chạy lộn về, chạy đi ra rồi khi bốn con thẻ là núi đến chài rồi, nó chài rồi khi lúc đó nó dựng cái cột phướng lên, gọi là cột cờ đó, thấy không? Đó gọi là trên năm non rồng phụng tốt tươi, tôi thầy nói đó, miền bãi núi mà sao bao quý. Vì lúc này là mới trở lại rồi mới là muôn câu dạng bài muôn câu là muôn câu bệ hạ, hay là ngọn Ngã Bác đó biết đâu không? Ngã Bác là đã chưa hết, có nổi Nhị Sơn, rồi thắt núi Sam Tiêu Mắt, thắt Sơn Điện Đền. Rồi ông Thanh Sĩ nói thêm cái nữa đó, trước khi mà lập ra cuộc đời mới không phải yên ổn gì đâu, thấy không? Núi cao vút bỗng trôi thành biển, biển sâu hồn lại biến non cao, ruộng khô tức khắc sông Hào, sông Hào nháy mắt biến vào rừng sâu. Thì lúc này nó mới là lập đời mới. Thế cho nên đó là giảng sư cũng nói đó, Minh Hoàng ngự tại Nam Chào, Phật cùng chư vị lo thâu phép thần, phi đao biểu vũ kiếm rất đông, chuẩn đề thâu hết cứu trần gian nan, quá lửa nó đốt muôn ngàn hồ lô, Phật tổ đổ tràn nước ra, núi dân bao khắp người ta, có ông Di Lặc thâu mà non cao, nước dưng lụt đến đọt sào á, phải không? À nước dưng lụt đến đọt sào, có ông ý đế thâu mau thủy triều bằng mong rất rất nhiều kỳ lân sư tử là nhiều thú ung thay dân thùng tay cấp thằng cung và quê quan cầm kéo trừ trùng độc tan. Nói vậy thì lúc này đó là nước dâng tới trên đó là đọt sào, cho nên nó là đâu đức thầy cũng nói đó, nơi phía trước treo leo đứng mẻo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dãy chân, nước kia mà lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lại đường nặng tay. Vậy thì qua liền năm nước chặt đàn qua lộ dân giáo, máu tràn như sông đó, thấy không? Hay là ông Thanh Sĩ cũng nói một câu nữa kết thúc cái đề này ha. Ông nói rằng là tới đời hỡi đất trời ơi, đông tây nam bắc ôi thôi tưng bừng, giặc giả lớn chưa từng ngó thấy, chúng dùng nhiều khí giới kinh thiên làm cho động đất động trời nghiêng, nhân sanh chết chóc muôn thiên khó lường, thi lấp giáp bình dương biển lớn, nước trôi đầy máu chứ máu trôi đầy khắp chốn cùng nơi, còn chi mạng sống con người, nếu không chuẩn phước khó ngồi trần gian, không đó, chết nằm trong nón trong mưa mà chết trâu theo gió nè, chết đùa theo mây, chết vì nhân loại chuyển say, chết vì nhân loại sống gây tai nạn, chết nào bằng chết ôn hoàng, nhưng thua cái chết khô khan khí trời đó. Đây là hai câu đồng đạo hỏi giờ như sao gọi là qua liền năm nước chằng làng ở đâu, qua liền năm nước giặc đàn qua lộ dân giáo là ở tại nhà bàn đi tới luôn cấm trong vùng thất sơn này, thất sơn đồng lớn chiến trường gớm ghê, sau này sẽ khởi ra một cái chiến tranh tại đây là đẫm máu, gọi là Châu Thiên Đức ha, Châu Thiên rồi Xét Đạo rồi Dĩ Chi Nam Kỳ, thấy không? Hay là Quán Ân rồi Ân Quán Quyết Lưu Nam Kỳ, sau này có trả quán trả thù với nhau trong cái đệ tam thế chiến, nó khởi ra không biết năm nào và tháng nào. Dạ
Đó, cho nên xin hết Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn huynh. Thì cho mấy đệ được hỏi thì ở trong các sấm truyền của Đức Phật Thầy cũng như sư giải Văn Khoai, những bà thớ thì cũng có ai cũng có tiên tri về là sau này mình sẽ bị tằng khởi. Vậy thì xin hỏi tằng khởi thì nó đi xuống vào năm nào và nó đi tới đâu, nó quay về vậy huynh? Ở trong theo sách vở huynh. Không về. Bây giờ tằng á, mấy ai từng ăn ốc không gai, ăn ốc nó không có gai nha, nó bốc không à. Ăn cơm không đũa luôn, nó bốc nữa. Ăn ốc nó lấy gai nó lễ, nhưng mà cuối cùng nó không bao giờ lấy gai nó lễ. Mấy ai từng ăn ốc không gai, ăn cơm không đũa mới đại tai nước tằng. Thấy không? Phập phồng, tằng quốc phập phồng là nơi chiến địa máu hồng tràn lan. Có nghĩa là mình nói một đoạn nãy nó đã đi khúc đầu còn khúc sau nữa. Ông đó là Đức Bổn Sư Ngài nói đó, và ông Đức Phật Thầy nữa. Nó nói khi mà Lào, Thái với Miên, Tần là Miên đó, nó xuống đất nước Việt Nam mình đó, thì nó ngồi không giáp gốc Lâm Dồ. Lâm Dồ là chùa gì? Chùa Thới Sơn. Trước cửa vừa chùa có cái chợ Lâm Dồ. Thấy không? Cái cây Lâm Dồ bự đó. Cây Lâm Dồ đó giống hệt như là cái lá nó như cái lá bồ đề, nhưng mà ngược lại là cái đuôi nó ngắn, bồ đề lá dài. Thấy không? Vậy là cho nên đó là cũng vẫn xưa nói nha, cũng vẫn xưa nữa là nói là Nam Giang là Thái Gia Lan đó, Nam Giang cho nên là Thái Lan, nhà gạch, nhà dôi. Ngày sau kiếm chạy lá ngồi không ra, vậy nó xuống đây rồi là động. Khi nó đánh là mạnh vô trong cái núi Cấm rồi đó, thì lúc đó là núi Cấm xề ngang đó, rồi núi dài là đường tiểu của con rồng té tiểu ra, thì trong đó nó 5 tỷ, mới có 5 tỷ nào nghe. Khi mà Lào Thái nó đi ngang sông Hông, sông Tiền Giang đến 5 tỷ thì nhật nguyệt biến là không còn trời trăng nữa. Khi nóng quá nóng, khi lạnh lạnh buốt, đứng trên ghe té xuống đó, lúc đó là nó không có đường về. Cho nên cũng nên đất trên sụp đó là 10 phần còn có 2 hả? Thấy không? Ở miền Nam mình á 10 phần sụp hết 7 còn 3. Còn ở miền Trung á thì 10 phần hết 8 còn 2. Miền Bắc nó sụp 10 phần còn 1. Đó là lời là có cái cuốn đồ thơ Đức với là Bổn Sư Ngài nói, trong đó có 12 cái gì sao. Thì con rồng mình á là cái đầu rồng thì ở tại là Châu Nham Đá dựng kể từ đầu rồng. Thấy không? Còn núi Bình Sơn á, Bình Sơn Đẹp Thí nghĩa là ở tại chùa Phụ Dung á, là trái trâu rồng phía tay phải. Còn phía tay trái là núi Tô Châu. Không, dò mặt chân trước đó là núi Tượng. Dò mặt chân sau á là ở tại núi Bà Đen thì chân mặt dò trước. Không? Mà chân mặt dò sau đó là ở tại núi Sam. Không? Này mình nhớ là mình nhớ mang máng để thôi, giờ mình tra lại mình nói cho quý vị nghe nghe. Có cái hình con rồng vàng nó rất là lớn, nhưng mà cái bụng bụng rồng, rúng rồng ở tại núi Cấm nha. Thì trong khi này khi mà Miên nè giặc Tần nó khởi đó, rồi là Lào với Thái nó quánh mạnh vô trong cái núi Dùng Cấm quá đi, vì lúc đó nó thấy được cái của báo ở trong đó. Rồi khi núi là một tiếng nổ đầu tiên đó, thì là cái núi nó chài ra rồi, thì có cục ngọc phổ lư ở trên cái cột phướng đó, thì 18 nước nó sẽ xúm nhau để đến. Nó đến rồi, trong khi đó 3 tiếng âm thanh đó mới tiêu hết sử kinh, hay là 3 tiếng âm thanh 3 tiếng là dầm nao rộng thình, nó thấy dầm nao rộng thình, thì lúc đó là 18 nước nó dây nó luyện cái nguyên khí cho cái ông Nam Chèo. Lúc đó Nam Chèo xuất hiện nha. Càng luyện thì nó càng lớn, càng luyện càng lớn. Lúc đó thì 18 nước nó mới là quỳ xuống mà nó giái. Không biết ông thần, ông thánh, ông tiên nào mà để là cứu cái con tinh này. Nó con tinh cũng quá vật cho nó là cái con gì nữa trên. Mà Đức Thầy, Phật Thầy hồi xưa nó là con thú thần. Nó có thể quá lớn được, nó có thể quá nhỏ được. Mà nó biết nghe. Cho nên nó là ông, tất cả những người nhà nho đó, nó giờ ông Đình Tây ông chết rồi, ai thu thì mới kể là một chuyện xưa đó. Ông Đình Tây ông xuống số 10 ở tại Láng Ông Tài, gọi là xã Tà Đảnh bây giờ đó, cây chăn cầu số 10. Ông ở đó đem cơm xuống 3 tháng ông ăn,
Thì mỗi lần ông đi về thì nó ăn những con vật trên nó rượt người ta nữa. Thì lúc này cái ông mới đúng 3 tháng rồi ông ra. Ông ra giữa trời rồi ông la lên 3 tiếng. Bớ này con thú thần. Bớ này ông Năm Chèo. Nếu số mạng nhà ngươi tới số đó, nhà ngươi xuất hiện lên đây, ta sẽ đem về phụng mạng với thầy. Nếu nhà ngươi không tới số phải ẩn đi. Phải không? Ẩn đi đừng có phải phá rối là dân làng nữa. Bắt đầu la lên 3 tiếng vậy quý vị biết sao không? Về nhà. Thì về nhà rồi một cây mung nè. Một cây di lao nè. Một dây ngũ sắc nè. Một đứa con hiện vợ tại cái mộ đình Tây đó. Thì đã có đó. Thì Đức Phật, Đức Thầy nói là tôi cứu nó chứ không ai cứu được. Tôi sẽ là cứu nó. Thấy không? Tôi trị nó. Thì lúc đó 18 nước giái hoài thì ổng mới đi dưới sông đi lên. Đây là chuyện của thầy nha. Đi sông đi lên rồi 18 nước khủng cường đứng trên bờ, là bên bờ phía bên kia sông đó. Bên kia sông là cháu cháu đi xuống. Thì lúc này ông kêu đúng cái tên nó rồi, nó thu hình lại. Cho nên nó là ông Ba nói một cù lao sụp trước làm đầu đó. Mã lông là sao, gọi là mã lông. Đầu là đầu rồng. Mình thì mình ngựa, gọi là mã lông ứng ngữ. Ra cầu Quan Thiên. Lúc đó là ông mới kêu nó lại y gan như là ông Tam Tạng mà kêu tên của Dũng Liêm Đại Tướng làm sao tăng. Thấy không? Rồi tới Tiên Mồng Quân Quân Sói đó là ông bắt giới. Kêu tới tên của ông là quá hiện ra. Bị được Phật Bà dặn khi mà gặp đường tăng phải đi phò đi Tây Phương. Hôm nay là các con thú này nó chờ. Nó chờ đến ngày đó Đức Thầy mới kêu. Hồi xưa ở tại bên là Ấn Độ nghe. Không ai dám vô cái hang đó trên. Gọi là cái khí độc của con độc lông. Ông vô ông thu nó lại. Bắt đầu ông đưa cái bình bát này nó bay về cái hướng Nam. Bay về hướng Nam là ở tại đời của Đức Lục Tổ Huệ Năng á. Cũng có con thú nữa. Nó quá lớn, quá nhỏ, nó quá hay quá. Cái nhà ngươi quá giỏi không vô cái bình bát ta. Cái ông đưa bình bát ra nó gút vô. Gút vô rồi nó tính nó là cho bể bình bát của ông. Ông tính nó tính là bình bát thường của cái người phàm nhân. Giọt hồi ông là Lục Tổ Huệ Năng ngài đã đắc đạo rồi. Cuối cùng nó vô không được. Nó ra không được, vô được rồi ra không được. Mà nó biến hình không được. Nó quá đau nó đi. Cái bắt đầu nó nhà ngươi hay quá hen. À, cái bắt đầu là ngày đưa nữa thì nó bay về đây thành cái con là Năm Chèo đó, năm nó mũi đỏ đó ha. Vậy thì là sau này thì nó sẽ có một cái trận gọi là trời xây đất chuyển, dồn Năm Chèo xuất hiện. Lúc đó thầy mới thu gọi là đại tai nước Tần đó. Tần nó xuống thời lúc đó là nó không bao giờ trở về không giờ được luôn, cả luôn Thái luôn Lào qua đây ba nước đây. Cho nên ông sư giải mình kết thúc nha. Ông giảng xưa nói rằng là Nam Giang nhà gạch nhà dôi, bây giờ nhà gạch nhà dôi giàu lắm nha. Ngày sau kiếm chạy lá ngồi không ra, bị gì nó qua đây cùng với hai nước kia, dưới ba nước nọ là năm nước nước rồi, nó sẽ tính thanh toán tiêu diệt đất nước Việt Nam, rồi nó lấy luôn cả là kho báu đền vàng của ông vua. Cuối cùng nó lấy không được, nó về nước không được luôn, nó không đừng về. Đánh đây Nam Mô Di Đà Phật. Xin phép được hỏi huynh là hiện bây giờ thì dịch bệnh cũng đang tràn lan, cũng có một loại chủng tử virus mới. Vậy thì xin huynh cũng nhận định dùm vì có chỗ đoạn các vị thánh nhân cũng nói là năm mèo mà tháng hợi chưa buồn. Nhưng năm mèo tháng mèo lị tuôn dầm về, có phải là tháng mèo là tháng 10 tới là sẽ có dịch bệnh không huynh? Nam Mô Di Đà Phật. Kỳ nói với người không có bỏ có tu nha. Bởi vì năm mèo tháng mèo á là tháng 2. Qua tháng 2 này rồi là hết rồi. Năm mèo tháng mèo á, duyên dần hai mèo chưa buồn. Năm mèo tháng hợi, nhưng mà cái dịch bệnh này nó không bất cứ là cái người nào. Nhưng mà người không tu nghe. Người không tu thì nó dướng vô, người tu nó khỏi. Cho nên á, thủy phiêu tận giới sở thiền, quả phàm tận diệt nhị thiền thiên, si phong địa đạo tu di hoại, đại quả tam tai biến vệ thiên. Nước dân đây lên tới cõi trời sơ thiền, rồi là lửa cháy đây tới cõi trời là nhị thiền, rồi là gió thổi đường đất không còn, núi tu di lật, thấy không? Rồi là đại quả đó, cái đại lớn tam tai này đó đổ lên trời,
đó là người đó không có dướng vô đó rồi hả, tất chi là tiểu tâm ta là cơ cẩn là đó khác. Không, đừng lòng lo đói lo no, ông ba nói vậy đó, bền lòng niệm Phật, Phật lo cho mình. À, rồi hôm nay nó mình không có tu cho ngon đồ đó, đã nó dướng vào cơ cẩn tiểu tâm tai á, nãy là đại tâm tai phải không, là thủy quả phong, rồi bây giờ tới là cơ cẩn là đói khát, tật dịch là đau bệnh dịch là người tu không có, thấy không, rồi tới đau binh là chiến tranh cũng không. Cho nên ông thanh sĩ nói cả độ mình mới nên lấy niềm tin nha. Ông nói Phật liền chỉ vào cành bủ thọ, bỗng quá ra tị quả thần lung, rất nên đẹp đẽ hình dung, hào quang ngũ sắc bao trùm hiền nhân. Phật rằng chừng cả trời lửa cháy, núi ra cho sắc chảy thành bùng, tức thì tị quả thần lung, à, quá ra bao lơ, to lớn bao trùm hiền nhân, khỏi thiêu xác nơi dòng lửa đỏ, mát mẻ như hứng gió mùa thu. Những người bạc ác không tu, đứng ngoài lòng phép dễ đâu dâu được vào, thấy không? Đó, mà những người mà chỉ bị trong đó rồi đó, thấy không? Còn nhiều cuộc đất cồn chìm sụp, kế lắm hòn đảo trúc đổ tan, lửa phải không? Lửa từ đáy biển cháy lan, lại thêm lửa núi khó an người đời, à, khổ nạn nào hơn? Rồi đó là nào? Bệnh ổ tả xa gần lung lạc, bệnh trái ban hành Phật đó đây, tai nạn nè khắp cả Đông Tây đó, ấy là định mạng nhân loài xưa nay. Vì là xưa nay đó, những người không tu rồi nó dướng vô, nào là lửa cháy nè, nào là nước dâng nè, rồi nào là đất cồn chìm sụp nè, nào là các hòn đảo trúc nè, nát tan nè đó. Rồi thằng nào là bệnh ẩu tả là gì, là ói ỉa đó, xa gần lung lạc nè, bệnh chánh ba cái ban hành Phật đó đây là những người không tu, không tai nạn khắp cả Đông Tây nè, ấy là định mạng nhân loại từ lâu. Mình cứ tu rồi đó không vướng vô, nó khỏi thiêu sắc nơi dòng lửa đỏ, mát mẻ như hướng gió mùa thu. Những người bạc ác không tu, đứng ngoài lòng phép giống như ông Tâm Tạng với ông là Sa Tăng Bát Giới, thì lấy cái tị quả thần lung đại lợi, lửa cháy là cháy bình thường. Còn mình nữa nè, ông ba nói nha, ngộ đồng thời kỳ tánh dắt đi, tánh dắt đi cung ly ở đâu, cung ly ha, trung hư chánh nam đương ngọ, vậy là cung ly ở tại hướng nam. Thì nói phương nam rạng ngọc chó lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên qua đôi nở nụ cười, rước tao lưng đóng chào người chân tu. Thấy không? Ngộ đồng thời kỳ tánh dắt đi, tánh dắt đi cung ly tạm trú, ở ngoài dòng cầm thú trương tranh ở ngoài, thì tất nhiên cho thú nó xé xác, nó hoành hành, thấy không? Cho nên là thú là thú sao nhiều thú lạ lùng, à, kể sao cho hết, à, khác thì xưa thú nay, tu niệm nó thấy cú đầu, chừng không tu niệm ngõ hồ nó ăn. Không? Người thì cỡ trên lăng, người thì cỡ con sư tử, người thì cỡ ngự cánh chim bằng, có lắm ông cỡ cọp đi dự hậu phong thành đó, thì vậy rõ ràng người ta cỡ cọp nữa, rồi cỡ sư tử nữa, cỡ công nữa, cỡ con voi nữa. Mà giờ hôm nay tại sao mà con đó nó thầy nói là hổ lang ác thú buông bày lớp ba lớp dạ, sau này đa đoan ai mà ở gần ngang đón đường nó bắt xé tan sát hồn. Vì người không tu là dướng đào, người tu thì à, bệnh dịch không có. Tôi đi chuyến đó đi chuyến xe ở tại đi về Bạc Liêu nha, ông này ông nói người là hoàn toàn là cái người đời chứ không bao giờ có người tu nghe. Ông nói ông tin tưởng nhất là cái vấn đề mà đi làm từ thiện. Ông nói chở á, ông chở toàn là nó chú Hải thôi, con chở toàn là chở rau củ quả đến tại vùng dịch nha, rồi ôm những người bệnh dịch đi nha, rồi chữa bệnh dịch nha, đem vô trong cái nhà. Nhờ y tá nói là y tá có cái giấy ưu tiên là chở những người bệnh nhân, rồi giống như xe cấp cứu, là hoàn toàn là cả 20 người một đội đó, không bao giờ vướng vào bệnh của là Covid đó, phải không? Vậy là trong khi đó là F0 có nè, đó dương tính có nè.